Chào anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một thửa đất vườn với diện tích là 1.583 m². Trong đó thì mình có sẵn 40 m thổ cư, nằm trên một trục đường nhựa. Lộ giới thì rộng tầm khoảng là 7 m anh chị ha. Xung quanh thì khu dân cư ở rất là đông. Di chuyển thẳng theo cái trục đường này tầm khoảng là 300 m thì anh chị sẽ ra tới trục đường chính Mỹ Xuân, ngã giao Hòa Bình. Cũng như di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì anh chị sẽ ra trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế của xã Láng Lớn ha. Và anh chị di chuyển theo cái trục đường này thì mình cũng sẽ về tới trung tâm thương mại của ngã giao. Thì trước đất của mình thì cũng có đèn đường chiếu sáng, dây wifi, rồi nước máy, nằm một cái khu dân cư. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ ra đường Võ Văn Kiệt, đường có tên gọi là Mỹ Xuân Ngã Giao mới đó anh chị. Nhưng mà ở trên app á, thì ghi là Võ Văn Kiệt ha. Đường thì đường thông thoáng. Về phần ranh giới của mình thì cái mặt tiền của mình á, được 38 m tính từ ngay cọc bê tông này và chạy qua phía bên kia anh chị ha. Thì cái mặt tiền ở trước thì nó cong theo đường nên cái mặt tiền dài. Còn ở phía sau thì nó còn lại 22 m anh chị. Mỗi cành của mình là dài, cành bên tay trái màn hình là 50 m và cành phía bên tay phải màn hình là 67 m. Đất của mình thì xoay mặt về hướng tây bắc anh chị ha. Đất của mình thì hiện tại thì quy hoạch là cây lâu năm, nhưng mà mình có sẵn 40 m thổ cư rồi anh chị ha. Mình có thể về mình xây nhà, xây dựng nhà cũng được rồi. Đó, ranh giới của mình thì tới ngay cái cọc đỏ ha. Sát bên lô đất của mình thì cũng có trụ điện anh chị. Đó, ranh giới thì tới đây. Đó, phía trước thì cũng có nước máy, nhà dân thì ở rất là đông. Rồi bây giờ Tài sẽ di chuyển vào trong để quay sơ lược về cái thửa đất vườn cho anh chị và cô chú xem ha. Trên đất của mình thì hiện tại có một số cây ăn trái, như là có 2 cây xoài nè anh chị. Rồi những cây bóng mát như là điều. Rồi ở đây có chừa lại cho mình một cây chôm chôm. Ở sau kia thì một số cây rừng. Đó. Hiện tại thì đang cho cái nhà kế bên để bỏ những cái chậu. Người ta quay cái chậu bông đó anh chị, là mình cho người ta cái chỗ để người ta phơi ha. Đất của mình thì bằng phẳng, rất là phù hợp để cho anh chị mua về mình làm một cái nhà vườn. Ưu điểm của cái thửa đất ngày hôm nay thì nó khá là gần với 2 tuyến đường, đó là Mỹ Xuân Ngã Giao cũ và Mỹ Xuân Ngã Giao mới, đường hay là có tên gọi là đường Võ Văn Kiệt đó anh chị ha. Gần trường học, trạm y tế. Còn thửa đất của mình thì ở sau được 22 m. Ở trước thì do cái ngay khúc cua đó anh chị, thì cái mặt tiền nó lên tới 38 m ha. Nói chung sổ, khi mà đưa sổ thì nhìn cũng khá là vuông vức đó anh chị. Về phần ranh giới thì sau này anh chị sở hữu về thì mình yêu cầu chủ cắm mốc ở phía sau để cho xác định ranh giới cho nó rõ ràng ha. Từ cái vị trí đất vườn của mình mà anh chị sau này sở hữu, mình có thể là di chuyển về tới trung tâm của xã Láng Lớn. Ở đó thì mình có chợ ha, thì mất khoảng tầm 2 km. Còn di chuyển về tới trung tâm lớn nhất ở khu vực huyện Châu Đức, đó là trung tâm thương mại Ngã Giao, thì mất khoảng là tầm 4 km. Nói chung mà đường xá giao thông ở dưới này thì kết nối rất là thông thoáng, mình di chuyển thì cực kỳ là thoải mái. Và đường xá thì khá là thông thoáng, rộng rãi nên di chuyển cũng khá là thuận tiện anh chị. Từ vị trí của mình mà di chuyển đi biển, rồi từ thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị di chuyển về thì cũng khá là thuận tiện ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 60 km thôi. Cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 40 km. Cách biển Hồ Tràm Một Cốc tầm khoảng là 20-25 km ha. Rồi thì bây giờ thì Tài xin gửi sổ và bản tết quy hoạch để cho anh chị và cô chú cùng xem về cái thông tin pháp lý sổ sách. Diện tích của mình là 1.583 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở có 40 m thổ cư, còn lại là quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Đất ở thì thời hạn là lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm thì đến năm 2063, thì đến năm này anh chị mang sổ đi gia hạn thêm ha. Thông tin quy hoạch của thửa đất đó, ở trước thì cứ nó ôm theo cái
khúc cua, nên diện tích nó sẽ là 38, mỗi cành là 50, cành bên kia 67, ở sau còn 22 mét. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên Flycam đó, để anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái thửa đất vườn của mình ha. Nằm ở sau lưng đó là đường Mỹ Xuân ở Giao Mới, hay là có tên gọi là đường Võ Văn Kiệt đó anh chị. Còn ở phía bên này thì đường Mỹ Xuân ngã giao cũ ha. Nói chung ở đây thì gần hồ, mảng xanh rất là nhiều, gần với đường lớn. Nói chung là khu tiện ích, rất là thích hợp, phù hợp để cho anh chị cô chú nào đang có nhu cầu tìm kiếm một cái mảnh vườn tầm 1.500 và có thổ cư để mình làm một cái nhà vườn, có một cái nơi mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sau những cái ngày bận rộn kiếm tiền ở ngoài cuộc sống anh chị ha. Đất của mình thì nhìn trên Flycam thì anh chị cũng nhìn thấy là rất là bằng phẳng và vuông vức. Đó. Từ đây mà mình di chuyển ra tới chợ cũng khá là thuận tiện. Rồi mình ra tới trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Bán kính chưa đầy 500 mét là mình tới rồi anh chị ha. Rồi di chuyển ra tới đầu đường thì mình có những cái cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ. Rồi những cái cửa hàng buôn bán thực phẩm, thịt, rau, củ, quả để phục vụ cho những bà con ở khu vực này. Nếu như mà đi làm bận rộn, không có thời gian đi ra tới trung tâm để mua sắm thì mình có thể là mình ra tới đầu đường là mình sẽ có những cái khu tiện ích rồi. Đường này thì đường thông thoáng anh chị. Đường này cứ chạy vào thì sẽ có những cái hộ dân. Đó, và mình sẽ ra tới trạm y tế của xã Lăng Lớn, rồi trường học. Đó. Ở đây thì có trường mầm non Hoàng Anh này, ở phía trên kia là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu ha. Và bám trên cái trục đường Mỹ Xuân ở Giao Cũ này cũng có những cái công ty xí nghiệp lớn nhỏ đóng hai bên đường để tạo cái công an việc làm cho những anh chị ở xã Lăng Lớn nói riêng và toàn bộ khu vực huyện Châu Đức nói chung ha. Đó, ra tới đây thì mình cũng có những cái quán xá, rồi những cái nhà thuốc lớn nhỏ. Rồi di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì mình sẽ về tới Ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn anh chị. Còn di chuyển hướng ngược lại thì anh chị sẽ ra tới cổng chào của huyện Châu Đức, hay là có tên gọi là Mũi Tàu đó anh chị, để mình đi về trung tâm của thị trấn Ngãi Giao. Đó, cứ di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì anh chị cũng sẽ về tới biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. Và anh chị mà sở hữu về mà mình có nhu cầu để về sân golf Châu Đức, đội cừu Suối Nghệ, cụm công nghiệp lớn nhất miền Nam, đó là Sona The Z Châu Đức, thì từ vị trí của mình thì di chuyển về tới những cái địa điểm nêu trên thì tầm khoảng là 7 km anh chị nha. Đó. Còn phía trên góc màn hình của anh chị đó là hồ Đá Đen. Hồ Đá Đen là một trong những cái hồ cung cấp nước sạch lớn nhất ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nha. Rồi bây giờ tài sẽ di chuyển cái Flycam đi ra trục đường Mỹ Xuân, Ngã Giao Mới hay là đường Võ Văn Kiệt để cho anh chị và cô chú xem ha. Đó, ra tới đây thì mình anh chị cứ chạy thẳng một tuyến đường là mình sẽ về tới ngã ba Mỹ Xuân. Thì từ cái vị trí này mà di chuyển tới ngã ba Mỹ Xuân thì mất khoảng tầm là 10 cho đến 15 cây anh chị nha. Đó, mình qua khỏi cầu Sông Xoài là mình cứ chạy thẳng là mình sẽ tới ngã ba Mỹ Xuân, đi về tuyến đường quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn di chuyển hướng lại thì mình sẽ về trung tâm của thị trấn Ngã Giao. Thì tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú được nắm ha. Hiện tại thì lô đất này được chủ gửi bán với giá là 1.7 tỷ. Cái giá này thì có thương lượng một chút giấy tờ. Cô chú anh chị nào mà xem cái sản phẩm này thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ cho tài theo số điện thoại ở trên màn hình. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps. Rồi còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối cái số điện thoại của tài, tài sẽ gửi cho anh chị thông tin sổ sách, bản kế hoạch và kèm thêm cái vị trí để cho anh chị đo được cái khoảng cách từ cái vị trí anh chị đang sinh sống và tới cái vị trí đất vườn cần bán là có cái thời gian chính xác là bao nhiêu, bao xa ha. Cái thửa đất vườn của mình thì nằm giữa hai trục đường, đó là đường Mỹ Xuân ở Giao và đường Bình Giã, hay là có tên gọi là đường Võ Văn Kiệt đó anh chị. Thì gần với mình là có trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Rồi đối diện
trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, đó là trường mầm non Hoàng Anh. Ra tới đây thì mình cũng có những cái dịch vụ nấu ăn, rồi những cái dịch vụ xe du lịch, rồi những cái quán xá, quán nước, tạp hóa. Đó. Di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về tới công ty Misen. Công ty này thì có sức chứa hơn 10.000 lao động, tạo công ăn việc làm cho tất cả những anh chị ở trong khu vực huyện Châu Đức nói riêng và toàn bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung anh chị ha. Và di chuyển ra tới đây là về tới trung tâm của thị trấn Ngà Giao, thì ở đây là trung tâm đó anh chị, nên không thiếu bất cứ cái những cái tiện ích tiện nghi gì anh chị nha. Đó, cứ di chuyển thẳng thì anh chị sẽ về tới biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, suối nước nóng Bình Châu, và đi qua những cái khu resort của Hồ Tràm. Còn di chuyển hướng ngược lại theo tuyến đường quốc lộ 56 thì anh chị sẽ về tới biển Vũng Tàu, làng chài Phước Hải, Hồ Tràm. Đó. Còn hướng ngược lại thì anh chị sẽ về Hắc Dịch, qua Mỹ Xuân Ngã Giao, xin lỗi anh chị, là qua ngã ba Mỹ Xuân để đi về quốc lộ 51 để đi lên nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây ha. Ở cái phần vị trí này thì anh chị vui lòng tham khảo thêm khi mà kết nối số điện thoại của Tài ha. Rồi phần cuối video thì Tài mời anh chị và cô chú theo chân Tài đi tham quan một vòng ở xung quanh cái khu vực đất vườn của mình. Đó, ở ngoài này thì nói chung là nhà dân thì ở san sát, đường thì rộng thông thoáng, xe của mình thì di chuyển thoải mái anh chị. Ở đây thì nói chung là điện nước, dây wifi, nước máy là đầy đủ. Và trên tuyến đường này thì cũng có hệ thống camera an ninh giám sát của nhà nước cũng như là hệ thống camera an ninh giám sát của người dân. Về phần an ninh thì anh chị cũng không phải lo ha. Và đất của mình thì đất sạch 100%, không vướng bất cứ cái phong thủy như là mùa mã, hố ga, trụ điện. Sổ thì đã làm khu đo mới, anh chị có thể là mua công chứng trong ngày hoặc là một tháng công chứng được ha. Rồi di chuyển một đoạn thì mình sẽ ra tới tuyến đường Mỹ Xuân Ngã Giao cũ ha. Rẽ tay phải màn hình thì sẽ về tới trung tâm của thị trấn Ngà Giao. Rẽ tay trái thì mình sẽ về chợ Láng Lớn. Rồi video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng. Xin chào.